Vâng, bây giờ đang là 3 giờ chiều ngày 3 tháng 11 năm 2019 nhé. Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tình Tám. Thì hiện tại trên màn hình quý vị đây là chúng tôi vừa hoàn thiện xong một bộ cuốn thư câu đối bằng chất liệu gỗ mít và đã được dát vàng Đài Loan rồi. Thì bộ sản phẩm này chúng tôi hoàn thiện theo yêu cầu và đơn đặt hàng của anh Tú ở tại Minh Đài, Tân Sơn, Phú Thọ. Thì đây là hình ảnh tổng thể của bộ cuốn thư đây. Tôi vừa hoàn thiện xong rồi chuẩn bị bàn giao cho khách hàng đây. Đây là mẫu cuốn thư dòng hóa mai nha quý vị nhé. Mẫu dòng hóa mai và được sản xuất từ 100% là chất liệu gỗ Mita. Gỗ Mita ở tại quê chúng tôi. Ba chữ Đức Lê Quang được dát vàng Đài Loan rồi. Rất là bóng, quý vị khi gặp ánh sáng nó phản chiếu vào thì nó rất là bóng. Đây là hai đôi câu đối, là một bên là Tổ Tông Công Đức Thiên Nhân Thịnh, một bên là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Đó. Đây là cuốn thư dòng hóa. Thì mọi người có nhu cầu hãy liên hệ tới trưởng Đồ Gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0957 5086 nhé. Cơ sở có địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Và tôi sẽ để hình ảnh chi tiết về sản phẩm ở tại dưới website đồ gỗ tùng tám.com để mọi người có thể tham khảo về chi tiết bộ sản phẩm này.